lại tiếp tục ươm phôi anh em ạ. Đây là một cái phôi ruối và mình cũng mới mua về. Thì hôm trước xem thấy nó đẹp quá nên mình đã đặt mua cái em này về. Cũng sau 2-3 hôm thì đã nhận được em này. Và hôm nay thì mình sẽ đem ra để xử lý và tiến hành là ươm em nó thôi. Thì trước tiên thì sẽ cắt bỏ những cái phần không cần thiết, vệ sinh sạch sẽ cho em nó gai, loại bỏ những cái đầu mẩu mà mình cảm thấy nó không hợp lý, rồi cắt gọt cho nó gọn gàng, tắm rửa kỳ cọ cho em nó trước khi là đem em nó đi dâm. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là ngâm với chất kinh dễ với Antonic, sẽ ngâm khoảng tầm 1 đến 2 tiếng các bạn nhé. Để đây cho em nó ngấm dưỡng chất thấm sâu vào từng thớ của em nó để nó ra dễ nhanh hơn, có sức khỏe hơn. Rồi thì lần này mình sẽ ươm hoàn toàn bằng cát và ươm vào một cái chậu. Thì trước đây mình cũng thường ươm bằng cát thôi, chỉ dùng hoàn toàn bằng cát, và khi nào mà nó ra dễ ổn định, dễ dài, già dễ rồi thì mình mới chuyển chậu và cho nó sang giá thể khác nhé. Mình sẽ pha thêm một chút cái thuốc trừ nấm vào cái dung dịch mà lúc nãy mình ngâm để kích dễ, tưới lại cho vào cái chậu cát cho em nó. Rồi thì cuối cùng là bọc ni lông che kín lại và để vào cho mát. Mọi người cùng xem kết quả nhé. Sau này khi mà cây nó như nào thì mình sẽ chia sẻ ở những video sau. Cảm ơn tất cả mọi người.